Anh em đều biết rằng dùng đất được mệnh danh là mồi câu đa năng, nhưng bài mời này còn tốt hơn dùng đất gấp trăm lần. Quan trọng là vừa dễ làm vừa tiết kiệm. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cách làm bài mồi này. Anh em xem hết video để biết cách làm nha. Ok, bây giờ ta bắt đầu vào làm thôi. Đầu tiên ta chuẩn bị 500g khoai lang hấp. Dầm nhuyễn khoai lang ra. Khoai lang là một bài mồi mà các loại cá ăn chay rất thích. Sau khi dầm thật nhuyễn khoai ra, ta thêm vào 3 thìa khoai và bột ngô. Sau đó thêm 999 hạt bột ngọt. Nhớ phải đến đủ nha, mấy bác không đủ món dáng chịu. Tiếp theo ta cho thêm 10g bột bi 2. Mấy bác hay hỏi mua ở đâu thì vào giỏ hàng trong trang cá nhân của em có nha. Bác nào gần tiệm bán đồ câu thì ra đó mua cho nhanh. Ủng hộ cho em càng tốt nhé. Thêm 2 hoặc 3 gam mật ong và đường nâu để thêm vị ngọt. Cuối cùng ta trộn đều lên. Tích cực quay tay, vận may sẽ đến. Trộn thật đều đến khi nào không muốn trộn nữa thì ta bắt đầu vo mồi lại. Đến khi như này thì đã ok. Việc còn lại là bác cần đi thử thôi. Thấy hay các bác tin cho em nha. Chúc các bác sớm ngày thoát mồi.